Hai người hả? Hai người. Chào các bạn, bây giờ tôi đang vào trong một vườn mận và hôm nay tôi sẽ giới thiệu một kỹ thuật nhân giống mới, đó là ghép chui cành mà không cần gốc ghép. Đây là phương pháp ghép đặc biệt mới và chỉ những người có nhiều kinh nghiệm người ta mới làm, và thường bí quyết thì người ta giữ riêng chứ không ai tiết lộ cái bí quyết của người ta cả. Nhưng mà tôi cũng biết được cái cách làm này và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để ghép cây mận. Và bây giờ tôi chọn cành ghép là cành này, đây là một cái cành nằm trên cây, và những cái dụng cụ cần là có dao ghép, rồi bao ni lông, rồi dây, và dây ghép là dùng để quấn cái vị trí ghép, à, thun, và một dụng cụ nữa đó là dây ni lông. Này, bây giờ tôi giới thiệu bài nè, gồm có dao ghép nè, rồi bao ni lông, dây quấn, rồi thun và dây ni lông. Đầu tiên thì lấy đất bỏ vào bao ni lông, đất hoặc là mụn dừa cũng được. Rồi tiếp tục thì đất để vô bao ni lông có tác dụng là để cho cành ghép nó ra rễ ở trong này, bởi vì cách ghép của chúng ta là không cần gốc ghép cho nên cái cành cây mận nó sẽ ra rễ trong chính cái bao ni lông này và nó tạo thành bộ rễ mới. Thường thì người ta dùng mụn dừa cũng được hoặc là dùng đất cũng được, nhưng mà dùng đất thì nó nặng, thường người ta những người chuyên nghiệp dùng mụn dừa cho nó nhẹ hơn. Rồi sau khi vô đất xong thì ta cắt một đoạn cành mận để làm gốc, xoay vòng bẻ, và cái đoạn cành mận này sẽ làm gốc cây sau khi ghép thành công. Và cái đoạn này bây giờ cắm vào bao ni lông, cắt cái cành mận xong thì cắm vào cái bao ni lông đã vô đất lúc nãy đó, thì cái cành mận này nó sẽ ra rễ trong cái phần đất ở trong đây và sau đó dùng thun quấn lại. Đó, như thế là ta đã tạo xong cái phần gốc ghép. Những cây khác thì người ta phải dùng gốc ghép ươm lên từ hạt, nhưng mà riêng cây mận thì không cần. Nó dùng thun buộc lại, như thế là ta đã có gốc ghép. Và trong quá trình ghép thì sau khoảng hơn một tháng thì cái cành mận vừa cắm này nó ra rễ trong bọc. Sao giặt trước hay gì? Rồi giặt ghép kiểu như rồi sau khi cắm cành mận vào xong thì ta có được gốc ghép rồi đó, giống như những loại gốc ghép ươm từ hạt của những loại cây khác. Và bây giờ ta sẽ vạt nêm và ghép bình thường. Dài ngắm vậy, dài xuống. Rồi. Rồi như thế là ta đã vạt xong cái đầu của gốc ghép, rồi và buộc dây ni lông để treo lên trên cành. Và trên cành thì cũng cắt một đường để bỏ cái lá đi. Đó, cắt một đường từ phía dưới lên để ghép theo kiểu chui bình thường. Rồi. Rồi và cái cành cây mận vừa vạt xong được gắn vào cái vị trí ta vừa cắt ở trên cây. Đây gắn vào như thế này và dùng dây ni lông quấn lại. À, vậy ông chú ông ghép gần hơn. Rồi đưa cùng vô đây thêm một lần. Cái cách này ghép theo cái phương pháp chui cành bình thường, nghĩa là gốc ghép thì được ghép nêm vào cái cành ghép và khoảng sau một tháng đến một tháng rưỡi thì cắt xuống. Nhưng mà cái điểm khác là không có cây gốc ghép mà dùng cái cành mận cắm vào đất để làm gốc ghép. Rồi, đó mình treo lên. Buộc đó luôn. Buộc vô cành. Ừ. Vậy không? Sụp không? Treo lên nhấn đó. Rồi sau khi quấn ở vị trí ghép xong
thì ta treo cái bầu đất này lên trên cột lên đó, đó. Đó. Cây mận cột đó chuyện mới được mới nói. Rồi đó, như thế là quá trình ghép đã xong, và một tháng sau thì ta cắt xuống ở vị trí này, và lúc đó rễ nó ra đầy ở trong bầu này. Cắt xuống vị trí này là được một cái cây mận gồm có gốc, thân và cành lá. Quý vị và các bạn bây giờ cùng xem tôi ghép cây sầu riêng, và phương pháp ghép bây giờ là ghép chu cành. Để ghép chu cành thì cần có một cây sầu riêng con ôm lên từ hạt, và một cành sầu riêng trên cây sầu riêng thuần chủng. Và ghép thì nghĩa là ghép cái ngọn của cây sầu riêng thuần chủng này vào trên cái gốc của cây sầu riêng ôm lên từ hạt. Và bây giờ để ghép thì đầu tiên dụng cụ cần có là dao. Rồi thường thường thì người ta có dây quấn, nhưng mà bây giờ ở đây không có dây quấn thì dùng bịch ni lông. Bịch ni lông thì cắt sợi ra, cắt sợi dài. Rồi, sau đó trên ngọn của cây gốc ghép thì cắt ngang đầu. Và dùng cái cành ghép này để ghép vào trên cây gấu ghép. Đây, ghép vào như thế này. Rồi vị trí ghép lại đây. Và ngay cái vị trí ghép trên cành ghép, ta cắt một đường từ dưới lên trên vào giữa thân, vào giữa cành. Đó. Còn cái trên gốc ghép thì quát hai bên theo hình cái nêm. Các bạn có thể nhìn rõ đây, hình cái nêm quát một bên. Và sau cùng là thân cành ghép đặt vào đây. Và dùng dây ghép quấn lại. Dùng dây ghép quấn chặt lại. Cái này nó đơn giản. À, như thế là đã xong đó. Và sau một tháng rưỡi thì ta dùng dao cắt ở vị trí này, thì lúc đó sẽ được một cái cây con mới gồm có gốc, thân và cành lá và ngọn. Và quá trình ghép thì chỉ đơn giản như thế. Bây giờ cùng xem cách nhân giống cây mít. Bây giờ để nhân giống cây mít thì cần có cây gốc ghép. Cho ghép. Cùng với dây quấn. Và một dụng cụ quan trọng nữa đó là dao ghép. Và bây giờ thầy xem quá trình ghép. Và bây giờ ta xem một cây tiếp theo. Nó dần nhẹ đậu nó chứ không chịu kìa. Nên bệnh buồn.
Không, Trung Quốc không đi vậy nè. Nước Mỹ gì đi chứ Trung Quốc không đi. Trung Quốc hiếp mình quá đi qua anh chị. Và ta cùng xem cái trò ghép sau khi ghép xong. Sau khi ghép xong thì dùng bao ni lông để trồng lại. Và sau khi dùng dây thun buộc lại rồi thì để trong bãi ươm như thế này. Và khoảng một tháng sau thì tháo bao ni lông trùm ra. Lúc đó chồi nó sẽ phát triển. Và người ta nuôi cái chồi nó phát triển khoảng 2 tháng sau thì nó phát triển mạnh lên. Và đem đi trồng được. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem cái mít một tháng sau khi ghép. Cây sau khi ghép thì người ta trồng bao ni lông. Và sau một tháng thì cái chồi nó bắt đầu phát triển. Để ta thấy nó phát triển ở trong này. Và bây giờ ta cùng xem tôi tháo cái bao ni lông này ra xem nó phát triển như thế nào. Đó, đây chồi ghép sau một tháng, cũng tùy cây, tùy độ khỏe của cây mà sau một tháng thì nó phát triển dài hay ngắn. Có cây thì nó chỉ phát triển là một chút thôi, có cây thì nó dài hơn, có thể nó dài gấp đôi cái này nữa. Và nó phát triển như thế này thì người ta tiếp tục nuôi đến một thời gian nó sẽ phát triển cao hơn nữa, và khoảng hơn một tháng thì bán được. Và sau khi tháo bao ni lông thì khoảng một tuần đến 10 ngày thôi thì nó phát triển lên cỡ này. Nó phát triển rất nhanh bởi vì chồi nó non và nó khỏe. Rồi đến khoảng nửa tháng thôi thì chồi nó sẽ phát triển cỡ này. Và nó bắt đầu có 2-3 lá rồi. Thì khoảng nửa tháng nữa là khoảng một tháng thì một số người là người bắt đầu người ta xuất vườn và cho đem đi bán được. Hoặc là đến một tháng rưỡi thì người ta bắt đầu đem đi trồng được. Và sau khoảng một tháng rưỡi sau khi tháo bao ni lông trồng thì cây nó phát triển cỡ này. Và cỡ này là đem đi trồng được rồi. Hoặc là nếu như những vườn ươm chuyên nghiệp thì người ta đem đi bán được. Đây là một cây thành phẩm. Bây giờ ta cắt chồi ghép bơ để bắt đầu ghép. Thì trên cây bơ chọn những cái chồi già chứ không chọn chồi non. Và cái độ lớn nó cũng vừa với cây gốc ghép. Mà cắt bỏ hết lá thì chắc làm những chục mười mấy cây được. Rồi. Mình về thêm được mười mấy cây. Đó, lấy chồi ghép là như thế. Và tốt nhất thì nên ghép trong ngày. Để qua hôm sau thì cũng được, nhưng mà nó sẽ không tốt bằng. Nữa. Bây giờ ta xem ghép thôi bà. Trên gốc ghép thì chẻ một đường từ dưới lên từ trên xuống. Và chờ ghép thì vác hai bên.
mà sau khi ghép xong thì cầm tối đi làm lại. Dùng thuộc bột và để vào bẫy luôn. Để ở đây khoảng 1 tháng sau thì chồi nó bắt đầu phát triển và tháo bằng ni lông ra. Ghép xong. Cái này chung với giống này không quá? Hay khác? Ghê hả? Thì bỏ nguyên cục đó, cái này không quá nào không có không bao rồi. Sau khi ghép xong thì để vào bẫy luôn và khoảng 1 tháng sau bắt đầu cây nó đâm chồi và tháo bao ni lông trùm ra. Đây là những cây đã ghép, bây giờ ta xem một cây. Đó, nó như thế đó.